Khoảng năm 2017, nữ đại gia từng vượt cả trăm cây số từ Thái Bình lên Hà Nội chỉ để dàn mặt một nữ anh hùng bàn phím khi bình luận vào Facebook của chị ta. Trong clip này, bà Dương đã yêu cầu nữ anh hùng bàn phím nhắc lại câu chửi và khi bị từ chối thì bà Dương dùng điện thoại tát thẳng vào mặt. Sau đấy không lâu, một đoạn phát trực tiếp của Facebook được dân mạng chia sẻ khi nữ đại gia chửi bới lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài vì cho rằng ăn tiền vòi vĩnh. Clip cho thấy thái độ bất hợp tác của Nguyễn Thị Dương khi lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài yêu cầu kiểm tra hành lý. Đồng thời, bà Dương cũng dùng những từ ngữ lăng mạ, trừ tục đối với những người đang thi hành nhiệm vụ. Ngày 7 tháng 4, nữ đại gia bất động sản Thái Bình Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, vợ của Đường Nhuệ bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Với cả nhà nhá, đây là cái con mà anh hùng bàn phím, toàn đi là chửi người ở trên mạng thôi. Chửi những người ra đây, ra đây, con quay phát trực tiếp cho mẹ. Ra đây, đây nhá, giới thiệu với cả nhà này. Con này tên là Hường, chuyên đi lừa đảo bắt cóc trẻ con là 1, cướp chồng nhắn tin chài dai là 2, thứ ba là anh hùng bàn phím, chuyên vào những cái face của người đi làm từ thiện để chửi người ta. Cũng như tôi sáng nay vừa mở mắt ra có một cái bài báo Thái Bình đăng là mình đi làm từ thiện, nó vào nó chúc phúc cho em chị ạ, nó bảo là mong cho mày sắp không bị vỡ nợ phá sản với lại chuẩn bị đi vào viện gấp. Các chị là nào? Các chị thì các chị nghe như thế nào? Em vẫn cố tình hơi. Em cố tình em không chửi nó mà không nói một câu gì, chỉ bảo là em ơi cẩn thận không có ếch chết tại miệng, đúng không chị? Trước khi em chửi người thì em phải nhìn, em phải vào em tìm hiểu người ta là ai, như thế nào nha. Và em vẫn còn nói tử tế với nó, bảo là em ơi đừng nói như vậy, không có khẩu miệng, hiểu không? Trời, người hại thì không chết không sao chị ạ, nhưng mà cái khẩu miệng của nó rất là ác, nó dìm chửi người ta như vậy thì trời đánh nó, chứ em không cần phải làm cái gì. Nhưng mà nó chửi em rất dã man, nó bảo em là ngu rồi lớp, nó chửi em kinh khủng luôn. Sau đó, thư quay, em vẫn gọi điện để tử tế với nó một lần, chị hiểu không? Em vẫn gọi điện tử tế vì em biết địa chỉ nó ở đây rồi, biết địa chỉ của bố mẹ nó ở quê rồi. Gọi điện tử tế bảo là em ơi, chị có làm sao em đâu mà em chửi chị, hiểu không? Chị có làm sao em đâu, chị không động hề gì đến em. Thì làm sao em lại động đến chị mà nó còn thách thức em? Nó tao ở nhà đây tao đợi mày đến. Em phải phi từ Thái Bình mấy trăm cây số lên đến đây chị ạ. Mà run hết cả người. Vừa sáng ngày ra mở mắt ra, mình chẳng làm sao, em không dây dưa chồng gẹo gì đó mà nó dám như vậy. Thế thì bây giờ thử hỏi các chị xem là con này xử như thế nào, hiểu không? Toàn đi vào để chửi người ta thôi. Thế tao hỏi mày này, tao đứng ra hàng ra quay nó, tao đứng ở đây luôn. Tao hỏi mày, tao có làm sao mày không? Tại sao mày lại chửi tao? Đúng không? Tôi xin lỗi. Đấy, bây giờ như thế nào không? Cháu muốn đến tận nơi. Bà, cháu còn bảo nó mày này. Tao muốn tận nơi để nhận lời chúc phúc của mày. Tao muốn đến tận nơi nghe tận tai để nghe xem là mày chửi như thế nào, mà tao muốn nghe trực tiếp, chứ không phải qua điện thoại, điện giả đi. Nó tưởng là cháu không tìm được nó. Cháu 5 giây là cháu tìm địa chỉ của nó là 1, quê quán bố mẹ đó là 2, bảo chắc là nhà mày mồ mả sắp động chạm rồi, hoặc là mồ mả nhà mày sắp tán mả hàm rồng rồi, đúng không? Nên mày mới động đến tao, tao chẳng động thì đến mày.